Hello chào bạn. Chào bạn. Thì hôm nay buổi trưa chú cháu mình có làm món ẩm thực xương xương các bạn. Đây có được mớ chuột đồng nha, mới đi quá viên với chợ gì á. Bữa nay chuột đồng mình sẽ nướng sa tế. Đây mình có hủ sa tế nè. Ê, lộn mày. Quế bột. Giới thiệu lộn mày. Sa tế tôm. Ok, sao nãy chú cầm cái hũ nghệ vô nó sa tế. Xuống rồi cũng cãi nè. Nè, cái này là bột nghệ nha các bạn. Dầu nha các bạn. Dầu ăn. Đây là mớ tỏi với mớ hành. Để vô mình trộn mấy này là cho thơm. Bây giờ bắt đầu mình trộn nha. Quên nữa. Ui, bếp ít quên quá. Kg này nhà trong. Dưa leo đồ mua sang lắm bạn, kia đi mua dưa leo vô cái gì nó có xanh nó mua vậy nè, đâu chua tiền chua rồi nó làm thêm một chai như guitar đó nè, đó ghê chưa, sang chảnh ghê thì chứ nói gì nói. Giờ mình đò ốp mấy chuột nha bạn, chuột đồng nha, sa tế tôm hết hũ luôn. Hảo mình mua là 6-7 hũ để dành không á, dành uống. Mày uống á nè, hành với hành tím với tỏi cái dành ăn một nghệ cho màu đẹp rồi lên hồi nướng nhìn nó mới đẹp. Để mùi giống bánh tráng trộn mày nữa. Mày cái món này cái mày nhìn ra món kia không là sao vậy bạn? Ai biết đâu, chắc không bị bột quế nghe bạn, chắc không bị Covid mất mùi á. Quế này thơm lắm luôn á. Tí vô ăn để cho mình nướng nó đừng có dính cho nó chơi. Giờ mình trộn đều lên để có khoảng 15 phút lên mình nướng nha. Màu đẹp quá trời luôn. Cận cảnh này nha các bạn. Đó nè, chuột đồng chứ không phải chuột nuôi nha. Chuột này chuột quá viên với chợ á, 100.000 ký nha các bạn. Nhức nách nữa. Chưa biết mặn chua ngọt mặn lạc gì, chưa hấp dẫn đâu, mới màu thôi. Thôi mình đừng cho nó ăn tại vì nó cầm cameraman mà. Không, chút để chú gặp hưởng thức rồi, để tao hưởng thức rồi mày cầm nó luôn đi cũng được nữa, không sao. Giờ để khoảng 15 phút nướng nha các bạn. Giờ có lửa than các bạn, giờ mình với thằng Đô nước chuột ạ. Cũng nhiều lắm mà, 10 mấy con nữa. Để xui vậy nè. Lửa than nhiều lắm, nướng từ từ thôi, nó cháy khác. Nhìn giống heo quay ha. Gì heo quay nó đi cay. Không, cái tướng. Khói quá trời. Chạy mỏ. Than nó mới nóng. Con từ từ đi đó. Để con đem camera ngoài cây ngoài ăn dựng. Rồi. Cái đầu đẹp quá bạn. Về mình đi tròn nè. Đầu đẹp về đi tròn. Nghĩ sao các bạn? Mình với đồ sáng sớm mình đi tóc 30.000. Đúng rồi. Hết đẹp tóc đẹp trai vậy đó, về chưa hết đi tròn nè, quê rồi, mất hứng rồi. Đi hết tóc về đẹp trai, băng đầu đẹp đi gì? Đi cứ vợ. Đi ăn buffet. Trời tưởng anh chở anh ăn sập tiệm ta vô đây cái gì nè. Thôi rồi. Bởi vậy cuộc đời thật là bất công, bởi vậy con Long không bao giờ thẳng mình bù lại cho nó nè bạn, nó chứ có đâu có gì đâu, không có bù à. Vừa mới cho mốt có tiền đi, vừa mới cho anh xong cái chạy đi lấy chuột, mặc đồ đẹp đi lấy chuột. Mất tóc tóc vậy mình phải cho nó trời, nghĩ sao tóc 30.000 chưa gì phải ghệ nữa đi cho rồi. Bỏ đi. Không, dựng thôi. Ghê, ai tin vậy? Tin bạn. Không. Đâu, tao tin đó. Không, đúng rồi. Bạn không tin là ok. Anh em chiếc cốt mà sao làm vậy được? Ai mới hốt quá. Mà mày tới 3 ghệ lần. Nói một con nữa hả? Đúng rồi. Con chạy. Còn tao nói tên không? Ê Bành, nhớ dân Bành. Ừ. Dắn ai? Dắn Nguyện, dắn Phụ nha bạn. Nay dắn nữa rồi. Nãy các bạn. Để mấy anh em mình đi chồng à, tính vô ngủ nguyện đi về buffet. con tính vô lắm chừng nó rủ nó đi là thi với đại ca kệ gì miếng ăn mà nhỏ vậy đem buffet cái Nguyện bóng nó sẽ chạy về liền. Giờ hấp dẫn chưa bạn? Quá hấp dẫn Bành. Hả? Tao nghe mày là không ăn chuột phải không? Đúng rồi, ăn xong mà ăn cho hai chuột bự lên chứ. Vậy mình nói mình đâu ăn chuột đâu, mình mới mà nói mình phải ăn tôm hùm ếch ca gì không mà. Đúng rồi. Có đâu. Đợi năm sau nữa đi. Phải. Quỷ thằng Bành đâu ăn này, Bành đâu ăn đâu. Nó đòi ăn tôm hùm nó mới chịu ăn vậy mà. Nó đòi ăn phê đó. Ông phê. Ok 5 phút. Ok bay con 10 phút. Mày 10 phút. Trời ơi. Trời về tắm sức kem nữa vậy. Đâu có đâu, kỳ móng tay móng chân nè, từ con lông trên. Cái gì vậy? Cuối cùng ăn gì chứ? Trời ơi. Ăn gì? Tới con chuyện chuột nè. Chuột. Trời ơi. Quên cả bá luôn. Tôi ăn buffet ăn chuột. Các bạn thấy hấp dẫn không? Biết đâu. Whip. Tao nghi rồi đó không? Mấy anh em mình thay đồ mà ông ăn dép của ông nha, hiểu không? Tao hỏi ông á. Tao hỏi ông ơi là gì chú không đi thay đồ hả? Đúng rồi. Cái nó mặc về tao ít đi mặc dài lắm mày ơi. Thôi mặc áo phát vô đi à. Không mang dài mà mang dép của ông nó mới chịu. Tổng ngô, dép tổng ngô. Đặt cà phê ra màn đô lùi lùi xíu đụng luôn rồi. Mày nó không hay. Trời nãy mới cán luôn. Nãy mày cán luôn người ta. Cán 15 củ á. Mày không cán luôn tao. Đau lòng lắm nghe. Bị cán cái nào là làng nó liền rồi biết rồi. Là tao dính bẫy với mày còn chưa dính. Tính là thuốc hang thẳng lượt màn đô này nó không thay đổi trước chứ nên không hay không vui chứ. Không, tại nãy lo ở nhà ở gì? Giặt đồ, phơi đồ, nào quét nhà, đủ thứ hết. Trời ơi, người ta lớn vẫn bị sống tư lập rồi. Sao? Vậy chứ nữa đi Vĩnh Long học rồi ai làm cho mày? Đúng rồi. Mình cũng gần chia tay hai này nha bạn. Nó chuẩn bị đi Vĩnh Long học hết trơn rồi, hai thằng luôn. Mốt mình còn nguyện với em Phụng không à? Bậy rồi, chủ nhật làm gì? Đôi khi mà anh chảnh này có ai kia cái mình quên ở đây sao? Thôi, sao quên được? Để thời gian sẽ chứng minh lời nói của hai thằng này. Ok. Cái đó đi không được á, lộ bộ đi luôn. Lộ bộ rồi lên chảnh về tới đây luôn. Xe buýt, có xe buýt mà. Cái vậy? Xe buýt, cái gì? Xe buýt, bắt xe buýt không được á, lộ bộ hai anh em mà lộ bộ từ lên chảnh về tới đây rồi luôn. Rồi giao thông hỏi thăm cái, hỏi hai cháu ở đâu vậy? Con nha, về Chợ Ôn, lên đây giúp cho có gian. Trời ơi, sướng. Đang ảo tưởng, mà hổm rồi học công an bắt tao. Bữa nay thằng đi học gì? Học điện máy hả? Điện lạnh. Đúng rồi, về sửa máy lạnh cho tao. Chứ bắt hả? Sửa không xong bị chửi nữa chứ đó bắt. Trời đất nhóc về mở tiệm chứ. Đất nhóc hả? Mày về trồng á, trồng cái trụ đá làm. Thôi trồng cao được rồi, trồng trụ đá làm gì? Mau vào luôn. Nhà mày không có gì ngoài điều kiện. Còn đồ mướn đồ đi trồng trụ đá. Là đứng dốt dốt xong em được quét nè. Được ăn đâu. Chưa chín mà ngon đâu. Không ngon đâu. Đúng rồi. Chưa chín mà chưa ăn. Để tao đi học xong rồi về tao mướn mè đi trồng mấy trụ đá bao quanh vườn cam ở đâu. Dạ. Học điện lạnh, thằng học điện dân dụng. Không biết nào nữa ra trò trống gì không nữa là. Mốt nhà chú Cọp bị gì hai anh em mình vô làm ha. Làm điện âm trong đường luôn. Là chỗ cắn đứt công dây điện nè, lại chỗ công dây điện nè. Rồi cho nó bay. Điện lạnh nè. Tủ lạnh nó bị hư nè. Chú Cọp á, bà ơi qua sửa giùm. Không. Mình vậy nè, tủ lạnh không bị gì trơn, nó bị mát nè, lạnh cắt hai cọng dây điện nói lại ăn 100.000. Chắc nó kêu hàng mày à. Trời có. Dễ. Không tin tưởng hai này được mà. Nó nói nướng ngọn chuột khác mà mày nhìn đó nghe. Trời khác được. Nãy giờ chú cho bề, chú nướng rồi cho bề, chú la. Con cho bề lắm phải không? Mày cho bề là mày nhiệm vụ mày là cu ly, là mày phải trả bề liên tục. Giờ chín các bạn, giờ gấp ra nha. Không biết chín đâu mà vậy nè, đen nè. Giờ mày gấp không? Ở đó mà hỏi nghẹt bây giờ nè, ở đó mày ý kiến cái cò. Chút cho con ăn. Đó, cho mẹ ăn hả? Thôi giờ mày ra mày cầm camera tao mà ăn cơ. Kỳ lắm, không biết cầm camera, không biết cầm. 15 củ không biết cầm. Thở biết cầm điện thoại nhắn tin ghê thì hay. 15 củ thôi cầm luôn. Anh thích em mà anh không dám nói ha. Để vào nữa là ok các bạn. Mình chế biến nãy giờ cũng khoảng gần tiếng rưỡi các bạn. Giờ cũng đã chín rồi nè. Các bạn thấy không? Hấp dẫn không? Giờ mình chiến nha, mời các bạn nha. Nó rất ngọt. Nó ngọt đi, mình ăn tắt vô ra. Ê bậy. Mình tắt vô nha các bạn. Tắt nhà chồng. Cái gì chú cũng trồng chứ. Trời ơi đồ nhà chồng không à. Rau găm là cũng đồ trồng à. Đó, để nước ngọt mua đâu à. Nó ăn trộm rau của mình nổi bán đem lại chứ nó trồng. Okay. Giờ mình mời các bạn đi chuột nha. Thử con chuột này coi. Vô đô, review đồ coi. Mày Thánh review gì mà. Đây review cho. Đây nè. Chén muối ớt, thằng Thánh của ông Thành nha các bạn. Mời các bạn nha. Thì con thấy con cũng ngon quá bé à. Thằng chuột ăn giống con chuột chứ hả? Với thơm mùi gì? Mùi nghệ phải không? Có mùi nghệ phải không? Thơm mùi nghệ các bạn, với thơm mùi con chuột đớt của nó nhiều. Ăn chuột cái nó bị vậy á. Mời Phụng với Nguyện nha. Mời Phụng Nguyện nha. Trời tội heo nó không biết sao giờ. Chắc chừa nó lại hai con cho nó quá. Chừa hai con mà ăn hết xương, ở gì ăn hết thịt còn xương á. Mà tốt như vậy đó hả? Con mà sướng cái mồm nữa à. Chấm cái dừa leo cắn cái là quậy lên. Vừa thôi trời nguyên trái này thấy kỳ quá. Như là nguyên cực kỳ ngon à. Chuột còn ngay luôn trời. Chuột đồng hay chuột nuôi đâu không ngọt. Chuột đồng á. Nướng nha bạn, vô bạn. Vô 2, 3. Vô. Vô mặt. Quát ra nè. Bớt tim mới ra ngoài luôn. Quá ngon các bạn ơi. Cả dưa leo luôn. Cười bạn thấy nó ngọt kỳ quá vậy. Kỳ quá à. Mình ăn hết chuột cho bạn vô ăn các bạn. Các bạn chuột đồng không? Ai nói chuột nuôi đâu mà. Mấy bạn mới mình chuột nuôi. Chuột sao nuôi được? Nuôi cắn ra trời. Ừ. Nó đào hang ghê lắm á. Đó. Đừng cười nha bạn. Giờ mình vô ăn với tem nha bạn. Để nó ngồi nó quay phim tội nghiệp nó. Rồi đúng nước cho uống thôi nó. Uống nữa đây. Nó là không phục vụ nó hết trơn. Chuột phải cầm lên chứ mà nó chửi chuột nó đó. Chửi gì? Đâu dám. Chửi gì sớm cho mình không cự luôn không? Đâu dám. Một về ha. Mời bạn với Phụng Nguyện nha. Chuột thịt ngọt ngay giải khắc luôn bạn. Mà nó cũng cái nè. Chúc mừng đi ăn buffet. Đi ăn buffet đi. 1, 2, 3. Vô. Ăn buffet mà ăn thịt chuột nha các bạn. Lúc lâu ăn chuột lại kìa. Lúc lên. Đầu chí vô đây là bự đầu đây tao. Ui cái đằng là ăn cái đùi. Ủa? Cái đầu mà tôi có đằng mà ông có đằng đâu. Xương thịt chuột đó mềm mèo các bạn. Cái gì xương thịt chuột? Thằng này mới hất tóc về bị mình chơi. Hai thằng đi chung luôn bạn. 30.000 các bạn. Hai thằng 60. Ôi, phải rồi. Giờ này cho kiếm phê với hàng xóm nữa. Hồi nãy nói vụ gì hớt tóc thì mượn tiền chẳng tiền lẻ. À, đúng rồi. Hớt tóc đâu không? Bạn hớt trước mình không? Để em đủ tiền. Hớt xong rồi ra ngồi á, người ta kêu tính tiền luôn. Bạn kêu tính tiền nha bạn. Nói người ta lại nói 30.000, bạn em có 25.000. Biết nói gì không bạn? Đâu có tiền lẻ không đâu. Cho gì? Cho mượn hả? Ừ. Cho mượn. Nói mượn 5.000 lại đi. Nói có tiền lẻ không? Ý là Mạnh nói là mày hỏi mày có tiền lẻ không? Mới mượn được đúng không? Ý là Mạnh mấy ngàn. Chưa hỏi trả luôn. Hỏi trả 30 luôn. Chưa thay da mà. Hỏi da một xương á. Đâu thay da. Tóc em có 25.000 mà cái đòi 30.000 có tiền trả. Ý rồi hết mấy kia có 2 lần. Phải đi hết mình là Tết số rồi. Đi trai xuống chuột mạng. Đúng bữa nay chú Cọp lấy lương. Dẫn đem buffet. Ai ngờ làm gì có lương ảnh. Dạy chi. Bữa hả? Không. Tao tưởng là trúng số rồi á. Nhớ bữa đuổi một phê không? Bà kia bà lại mời giấy số mình á. Cái hỏi giấy số trúng hồn bán, cái nó trúng nghe. Mà nói giấy số trúng nghe, sao bà không để bà bán đi bà. Đi ở gì mà không để bà dò đi rồi đi bán chi vậy? Cái bắt cười vậy thôi. Tao quýnh mày mai. Làm gì quên? Tao ăn số chiều sổ mới trúng không trúng. Bà trúng hồn mà nó trúng. Bà nó không trúng thì mày mua chị. Để chờ bán chị. Mày không biết hả? Không biết đi. Cũng vậy. Bà nãy chú gọc à. Vô. Không gót tao miếng nữa. Mình coi uống cây, mình cây đã. Này nó cho chú. Mình gót không? Gót một này đi, đó nóng. Vô rồi, lúc này đi ở đây đã. Miếng thôi. Miếng thôi nha. Không nhiều. Ít thôi nha, không nhiều. Vô. 1, 2, 3. Vô. Ăn uống cái đi, ăn mồi. Ăn miếng mồi đây. Trời ơi, đủ hộp chuối ngon. Đủ hộp chuối hả? Ngon, nghe nghe ổn ổn không? Nhà chuột nó bỏ đậu trời. Mà mày không biết ăn đậu với lại mình bỏ đậu. Biết ăn tặng mấy đậu sống chứ. Thiên linh thôi hả? Chuột cũng ăn ngon thiệt mà. Đói á. Đồ ăn đất nở trời. Quậy lên đi. Này để củ gì? Lộn. Củ gì? Lộn. Nói gì nghe quậy vậy? Trái dưa leo bỏ vô trộn cho. Ok. Mày ăn tắc nặng chưa? Tắc nặng này chấm muối nè. Tắc nhà chồng. Trứng. Muốn nướng. Các bạn sao không biết cho mình chuẩn bị chiếc mưa nữa nghe các bạn. Giờ mùa mưa rồi. Mùa mưa nữa hả? Mưa hôm ngày không đã trời. Mùa mưa phải mưa hoài vậy đó. Thấp nhiệt đới vậy mà. Còn tiếp đi chứ. Ăn nào hết về. Ăn nào no về. Xé đồ vậy nè. Đó. Xé làm ha. Cầm lên vậy ha. Quất quất vô ha. Cầm xương lên ha. Quất quất vô ha. Ối không ha. Trời ơi ngon. Giống mạc. Giống gì nữa. Giống tù lì á. Thánh ăn có tem à. Mình ăn có thứ hai bạn. Mớ không cay chưa? Vớt gì không cay chưa? Cay. Mớ không cay hết trơn mà. Mấy trái đầu cay. Thích hà, thích hà. Những 20 chớp hiểm à. Ra luôn cầm tốt rồi chẳng. Chồng nát nhà luôn á. Nào nào mà không ra tưới chứ mà không có được. Chắc mày biết mày tới chắc mày ăn. Đúng rồi. Trời nước mưa đúng không? Tưới bằng nước mưa luôn á. Không có nước bình thường đâu. Nước mưa lọc quay cơ thể ha. Rau nữa. Đừng ăn nha. Đừng nói vậy nha, ăn nha, ngon nha. Chuột ngon nha. Nước ngon nè. Chúc nguyện với Phụng thi tốt nha, đừng có nhớ tới chuột này không ngon đâu. Chuột này ngon gì? Buổi sớm hai mà nó hết tóc có gì vui nữa mà kể nghe đây. Mày nó không ta? Không hết giờ. Phải không? Tóc máy gì đó Cái gì? Nói gì vậy? Mày hất tóc máy vậy? Anh được... Lộn. Đó, anh được cướp. Mà cái này không phải. Đây là... Đây ơi! Mày ngáo! Đây trời! Mày vậy? Bậy ba! Cái gì? Thứ tư! Bậy ba đúng rồi! Cái ba mỏ mẹ! Đây là cái gì? Số 4! Số 4! Mấy thằng mà không học qua trường lớp nó vậy bạn. 4 với 4 là gì? Đúng vậy! Tụi mày không hấp bù bù á? Bù bù là gì? Trời đầu á! Ủa cái gì kiểu xin của chị à? Ủa bù bù hết là bao mét luôn á. Thuộc ngon thầy Ban. Vô con còn cái đầu hả? 1 2 3 vô. Cắn vừa leo nữa không? Nếu là đi cho mày tức được thằng tức. Tao biết vậy rồi cũng không chạy vô nữa. Không biết. Ông nghe em nói chuyện tao mà ông cười. Như là kiểu ông kìa mà ông nói chuyện cười. Các bạn biết hàng này là hảo ăn mà nói đi buffet một cái thì tới liền. Nãy bạn quần vô không vừa luôn á. Gấp quá bạn vô vừa. Dung túng quá hả? Rồi. Thì video chục đồng nướng của mình là kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy ngon hấp dẫn các bạn nhớ cho anh em một đăng ký, một like, một chia sẻ. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn.